xoài bà con ơi xoài thì bà con ta lạ gì nữa phải không bà con bà con ta thấy xoài nó vậy nhưng mà tốt vô cùng cho sức khỏe đối với những người tốt thì nói sao còn những người mà thấy tốt mà như vậy không nên ăn chứ không phải tốt là ai ăn cũng được bởi vì có người ăn xoài vào thì bệnh làm lâu lành lâu bớt lâu khỏi nha bà con chứ không tốt gì cho sức khỏe cả đó là xoài bà con ơi bà con ơi những người không nên ăn xoài những người không nên ăn xoài là những người có miệng ngứa ngứa miệng ngứa môi rác lưỡi mắt khô nổi mờ đây nó nặng thì nó sốc phản vệ nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng hiếm xảy ra nhưng mà lượng đường cao trong sợi chín bệnh ngoài da tăng nặng mặn ngứa vết thương lệ lét mưng mũ tiểu đường thừa cân Béo béo, béo 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 cái mà béo thì đó bà con thấy trở ngại vô cùng không bà con trở ngại vô cùng bà con ha cho nên bà con không nên ăn nếu ta ăn xoài chín vào nó nhẹ nhất á ăn xoài chín vào nó nhẹ nhất á là nó gây ra ngứa miệng à, ăn xoài chín vào nó nhẹ nhất là nó gây ra ngứa miệng ngứa môi rác lưỡi mắt khô nổi mà đây đó, nếu ta ăn xài chín vào, nó nặng á, nặng, 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 à, tình tiết tăng nặng á nha, <laughs> gây sốc phản vệ, nó làm nguy hiểm đến tính mạng, hiếm xảy ra, nhưng mà lượng đường cao trong xoài chín, lượng đường cao trong xoài chín, nó làm cho bệnh ngồi da, tăng nặng, mọng ngứa, vết thương lẻ lét, mưng mũ, tiểu đường, thừa con béo phì bà con ơi bà con thấy rồi biết rồi đấy nha bà con bà con ta hãy cẩn thận khi ăn sòi chín ngồi ra ăn sòi chín thì nó tốt vô cùng cho sức khỏe ăn sòi chín nó tốt vô cùng cho sức khỏe Nhưng bà con ăn 200 g ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày ăn liền liền mỗi ngày 200 g mà ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày không ăn khi bụng đói vừa ăn hải sản xong một giờ ăn hải sản sau một giờ là mới được ăn gây dị ứng à, khó tiêu tiêu chảy chướng bụng không nên uống rượu với xoài à, gặp chất cồn nó sẽ tạo độc hủy hoại niêm mạc dạ dày à, hen suyễn mặc dù vậy nhưng mà xoài nó cũng vẫn tốt tốt cho chúng khỏe của chúng ta cho nên nếu ăn thì ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày mỗi ngày ăn không quá 200g mà không nên ăn khi bụng đối vừa ăn hải sản xong một giờ là không nên ăn qua hôm qua một giờ mới được ăn nha bà con đó là vừa ăn hải sản xong nó gây dị ứng cho người nó làm cho khó tiêu tiêu chảy trướng bụng không uống rượu với xoài bởi vì rượu với xoài nó gặp chất con Nó sẽ tạo ra chất côn Tạo độc hủy hoại niêm mạc dạ dày Hen xuyển Thôi nói nói vậy cho Chơi ta đừng ăn xoài đi bà con ăn xoài nó trở ngại nguy hiểm nhiều quá bà con ha rồi chúc bà con ta vui trẻ khỏe khi bà con bà con bà con thấy kênh của chúng tôi ngày nào cũng nói nói bốn video về đời sống sức khỏe ngày nào cũng có bà con thấy sức khỏe về đời sống của chúng tôi thì bà con chia vui lòng chia sẻ ra để mọi người cùng thấy mọi người cùng mạnh mẽ và đăng ký để ủng hộ chúng tôi hãy đăng ký cho video chúng tôi đến sớm như bà con hãy đăng ký sớm 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 nha bà con và đồng thời chia sẻ đó mọi người cùng nhau mạnh khỏe sức khỏe tốt Cảm ơn bà con bà con ơi xin chào nào 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 uh.